Có khi nào quý vị đi đổ xăng mà không nhớ nổi nắp của thùng xăng nằm bên phía nào của xe hay không? Thanh nghĩ mấy cô có ông xã hay đổ xăng giùm chắc đang ngồi gật gù cười. Thanh nói đúng không nè? Làm sao mình ngồi trong xe mà vẫn biết được nắp thùng xăng nằm bên phía nào? Quý vị thấy cái mũi tên nằm kế thùng xăng đó, mũi tên này chỉ về phía nào là thùng xăng ở bên phía đó. Có dấu hiệu này rất là tiện khi mình dùng xe mướn. Mình ngồi trong xe, nhìn mà biết nắp xăng ở bên nào và chạy thẳng vào cây xăng đậu đúng bên thì đổ xăng tiện hơn. Loại giấy nhôm này hầu như nhà nào cũng có dùng tới. Mình dùng hoài mà nhiều khi không có để ý tới hai bên hông của hộp có cái miếng tròn tròn như vậy. Miếng tròn này là miếng tháp được thiết kế để mình bẻ vô giữ lại cuộn giấy nhôm. Như quý vị thấy là miếng tháp được cắt hờ rồi. Thường mình dùng ngón tay đẩy mạnh vô là miếng tháp sẽ đi vào trong. Nhưng nhiều khi cái miếng này dính cứng quá, mình cần phải dùng tới dao để rạch mới bẻ vô được. Nếu không sử dụng hai cái tháp này thì lúc cuộn giấy còn đầy nặng, mình kéo giấy cuộn không có dễ rớt ra khỏi hộp. Nhưng khi cuộn giấy sắp hết, nhẹ tinh, mình kéo giấy là cuộn đi theo ra ngoài luôn. Cho nên mình cần bẻ hai cái tháp vô để giữ cuộn giấy nằm im trong hộp. Quý vị để ý thấy nắp của mấy cây viết á, nắp nào cũng có ít nhất một lỗ nhỏ. Như nắp viết này có 3 lỗ nhỏ. Và cây viết này có một lỗ to nằm bên hông. Những lỗ này thực sự được thiết kế là cho mục đích gì? Có người nghĩ là cái lỗ này để cho không khí vào cho mực mau khô, mau hết để người dùng mua viết mới. Hay là cái lỗ giúp để cân bằng áp suất trong cây viết để mực không có bị chảy rỉ ra. Thực sự trên nắp viết có lỗ là do những nhà sản xuất tuân theo tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Trẻ con và người lớn có cái thói quen là thích vừa viết vừa ngậm nhai nhai cái nắp viết và nhiều khi họ quên lỡ nuốt và cái nắp viết bị nghẹt ngay cuống họng. Thì cái lỗ trên cây viết sẽ giúp họ thở được một phần nào trong lúc chờ đợi cấp cứu lấy nắp viết ra. Tại sao mấy chai bia có cổ chai dài và tại sao vỏ chai có màu nâu và màu xanh? Chai lọ thủy tinh được xem là vật liệu tốt nhất để trữ bia. Vào khoảng cuối thế kỷ 17, nhiều nhà sản xuất bia gặp một vấn đề nan giải là chai thủy tinh công nghiệp không có chịu nổi áp suất của khí carbonic ở trong bia. Và phải mất khoảng 100 năm sau, nhà sản xuất bia mới tìm ra cách để khắc phục vấn đề này là dùng chai có cổ dài. Đó là hồi xưa thôi quý vị, chứ bây giờ chai bia có cổ dài, miệng chai nhỏ thì đỡ tốn nguyên liệu để làm nắp chai và đóng nắp chai cũng nhanh hơn. Ngoài ra, chai có hình dáng như vậy dễ cho mình cầm nhấc lên. Và tại sao chai bia có màu nâu hay là màu xanh? Vào thời gian đầu, chai thủy tinh trong suốt không màu sắc được sử dụng để trữ bia. Mà hễ bia để dưới ánh nắng là bia nhanh chóng bị trở nên chua. Những nhà sản xuất mới tìm hiểu nguyên nhân và nghiệm ra lý do tại sao. Trong bia có một nguyên liệu, đó là bông hớp. Hớp dùng để làm bia để tạo ra hương vị đắng. Và bông hớp được dùng như là chất bảo quản cho bia. Tiếng Việt mình gọi là hoa bia. Những tia cực tím rọi vào chai thủy tinh trong suốt là nguyên nhân làm cho axit của hoa bia bị hư và biến đổi rất nhanh mùi vị của bia thành mùi giống như mùi con trùng hôi. Những nhà sản xuất bia đưa ra giải pháp để ngăn chặn tia UV làm hư bia bằng cách là sử dụng chai bia màu nâu. Rồi tại sao lại có chai bia màu xanh nữa? Thì vào thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, thủy tinh màu nâu có nhu cầu lớn nên vật liệu bị thiếu hụt rất nhiều. Cho nên những nhà sản xuất chai mới tạo ra các chai thủy tinh màu xanh lá cây để thay thế. Màu xanh không bảo quản bia tốt như là chai màu nâu, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với chai thủy tinh trong suốt không màu. Sau đó, các nhà sản xuất bia bắt đầu sử dụng chai xanh để biểu thị bia của họ làm có chất lượng cao hơn. Điều này giúp cho người tiêu dùng dễ dàng nhận ra loại bia nào từ các nhà máy bia châu Âu cao cấp. Mất một thời gian sau thì những nhà sản xuất bia họ đã nghiên cứu ra được cách chế biến hoa bia như thế nào để khi bia tiếp xúc với tia UV, bia không còn bị mùi trùng hôi nữa. Cho nên ngày nay, các nhà sản xuất bia không cần phải sử dụng chai thủy tinh màu. Nhưng có một số công ty như công ty Heineken, họ vẫn sử dụng các chai màu xanh lá cây cho mục đích tiếp thị.
đối với các chai thủy tinh trong suốt. Nhờ vào công nghệ hiện đại ngày nay, thủy tinh trong suốt có thể được phủ một chất chống tia cực tím để đảm bảo bia vẫn giữ được chất lượng tốt dài lâu. Tại sao có một số đồng tiền xu có những làn khí nhỏ trên đường viền? Và câu trả lời là trở lại vào năm 1792, khi đạo luật tiền đúc ra quy định rằng các đồng tiền lưu hành kim loại như 10 đô, 5 đô và 2 đô la rưỡi phải được làm với face value hay là cái mệnh giá bằng vàng. Còn 1 đô la, nửa đô, 25, 10 và 5 sen được làm bằng bạc. 1 sen hay nửa sen thì làm bằng đồng với chất liệu rẻ hơn. Những đồng tiền làm từ vàng bị người ta mài mòn bớt đường viền để lấy kim loại quý bán ra làm giàu. Và trước khi thế kỷ 18 kết thúc, cuộc đúc tiền kim loại Hoa Kỳ đã bắt đầu thêm các làn khí vào các cạnh của các đồng tiền. Làm vậy để nhìn ra rõ biết liền nếu như đồng tiền bị mài mòn cạnh viền. Ngoài ra với cái thiết kế mới như vậy thì muốn làm đồng tiền giả cũng khó khăn hơn. Trong thời gian cuộc đại khủng hoảng diễn ra và theo lệnh của Tổng thống Roosevelt, Cục đúc tiền kim loại Hoa Kỳ đã ngừng phát hành tất cả các đồng tiền vàng. Vào năm 1974 thì luật có thay đổi, nhưng đồng tiền vàng không còn được lưu hành nữa. Ngày nay thì đồng tiền không còn chứa kim loại quý như trước, nhưng mình vẫn thấy những làn khí trên những đồng tiền lưu hành như là 25 sen hay 10 sen. Cho tới bây giờ, Thanh vẫn thấy là có vài hiệu áo sơ mi có may thêm cái vòng vải này. Và cái vòng vải này để làm gì và từ đâu ra với design này? Hồi đó trên tàu không có tủ quần áo cho thủy thủ hải quân, nên áo của họ được may thêm những vòng vải này để họ có thể máng áo lên một cái móc trên tường để phơi và giữ áo không có bị nhăn nhiều. Vào những năm 1960, để thu hút người tiêu dùng là sinh viên đại học Ivy League, công ty Gant bắt đầu may thêm một vòng vải nhỏ vào phía sau áo sơ mi để cho sinh viên có thể treo áo trong tủ khóa locker thay vì xếp lại trong lúc họ tập dượt tham gia các hoạt động thể thao. Máng áo lên thì áo đỡ bị nhăn hơn là xếp. Và nói có Gant là hai nhà sản xuất quần áo sơ mi khác như Brooks Brothers và Rent. Quần jean từ đâu ra và tại sao quần jean hay có những đinh tán bằng kim loại thường được gắn ở những góc túi quần? Quần jean xanh thực sự là một khám phá tình cờ vào thế kỷ 18, khi người dân ở Nîm, nước Pháp tạo ra một loại vải bền chắc giống như loại vải của người Ý gọi là serge. Và họ gọi vải này là serge de Nîmes. Thanh phát âm trải theo thôi chứ không có chuẩn đâu nha quý vị. Thì cái loại vải này khi qua tới Mỹ thì được rút ngắn thành denim. Rất là nhiều người nghĩ nguồn gốc của quần jean xanh thực sự bắt đầu từ ông Levi Strauss khi ông mang vải denim đến Mỹ vào năm 1853. Khi qua Mỹ, ông ở tại San Francisco làm ăn buôn bán đúng vào ngay cái thời điểm nóng của cơn sốt vàng đang diễn ra tại đây. Quần jean vải bền nên được những người đào vàng rất ưa chuộng. Lúc đầu quần jean được may không có những con đinh tán nên mấy góc túi quần rất là dễ bị rách, bị xé toạc ra. Và để khắc phục vấn đề này, ông Levi Strauss đã sáng chế ra đinh tán kim loại và ông được cấp bằng sáng chế vào năm 1873. Ban đầu đinh tán được sử dụng cho mục đích giữ quần jean được bền lâu hơn. Nhưng bây giờ thì đinh tán được gắn lên quần chủ yếu là để tạo kiểu, tạo fashion. Túi nhỏ này hồi xưa là người ta dùng để cất cái đồng hồ tròn nhỏ. Nhưng bây giờ thì mình có thể dùng để nhét chapstick hay ít tiền hay là vài miếng giấy mỏng cũng rất là tiện. Thanh nghĩ quý vị trong đây chắc ai cũng có sử dụng bàn phím ít nhất vài lần trong tuần. Có khi nào quý vị tự hỏi là ai đã sáng chế ra bàn phím và tại sao những chữ cái trên bàn phím lại được xếp theo một thứ tự lộn xộn như vậy thay vì xếp theo thứ tự từ A đến Z? Quý vị đoán là bàn phím bây giờ có thể là được cải biến từ bàn phím của máy đánh chữ. Sự thật đúng là như vậy. Máy đánh chữ đầu tiên là được ông Christopher Shaw, người Mỹ, sáng chế ra. Bàn phím lúc đầu do ông Shaw thiết kế nhìn giống như là trong hình. Bảng chữ cái được xếp theo thứ tự từ A đến Z. Với cấu tạo của máy đánh chữ lúc đó thì khi mình nhấn tay hay gõ vào phím, nó sẽ tác động đến các thanh sắt tương ứng,
và những thanh sắt này đóng phần khuôn chữ cái vào mực để in chữ lên trên trang giấy. Có nhiều từ được sử dụng chung như chữ ER, TH hay là ST. Mấy thanh sắt của những từ này nằm liền kề hay là gần bên nhau, cho nên nếu mà gõ nhiều, gõ liên tiếp các chữ thì khả năng các thanh sắt bị kẹt sẽ xảy ra nhiều hơn. Để khắc phục vấn đề này, vị trí của mấy chữ trên bàn phím đã được thay đổi vài lần. Năm 1873, ông Shaw bán bản quyền cho Remington & Sons. Năm 1874, Remington & Sons sản xuất máy đánh chữ thương mại đầu tiên, được gọi là Remington No. 1. Và 4 năm sau, họ cho ra máy đánh chữ Remington No. 2, với thiết kế mới sử dụng bàn phím QWERTY, rất là giống bàn phím mà chúng ta sử dụng bây giờ. 6 chữ cái đầu tiên Q, W, E, R, T, Y ghép chung hết các chữ đọc ra thành tên của bàn phím là QWERTY. Đồ đóng giấy này Thanh dùng mấy chục năm trời giờ mới để ý là mình có thể bấm giấy dính lại nhau với hai cách. Cách thứ nhất này là ai ai cũng dùng hết. Khi mà nhấn xuống, ghim sẽ giữ giấy dính lại rất là chặt. Rồi giờ Thanh muốn tháo ra cũng không phải là dễ. Nhất là khi mình đóng một xấp giấy hơi dày mà móng tay lại ngắn thì hơi khó để mà gỡ ghim ra. Trước đó Thanh không để ý tới mấy cái dấu ấn trên cái dĩa. Dấu này là khi nhấn xuống bấm giấy, hai đầu ghim quặp vô. Còn hai dấu này là khi bấm xuống, hai đầu ghim sẽ quặp ra. Và ở dưới có cái nút tròn này, mình bấm, mình đẩy lên để xoay cái dĩa để đổi cách đóng giấy. Rồi Thanh bấm cho quý vị xem nè, cách này vẫn giữ giấy dính chặt lại. Còn ở phía sau thì nhìn giống như vậy, là hai đầu ghim quặp ra. Và quặp ra như vậy nè thì dễ cho mình tháo ghim ra hơn khi cần. Chỉ cần kéo là ghim sẽ vụt ra. Cách này được sử dụng khi mà mình biết mình chỉ cần bấm giấy dính lại tạm thời thôi.